Sáng 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Cao Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí trưởng các ban xây dựng Đảng thành ủy cùng đại diện một số phòng ban ngành và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố tại 15 điểm cầu quận huyện và 217 điểm cầu xã phường thị trấn. Dự tại điểm cầu huyện Thủy Nguyên có đồng chí Phạm Văn Thép, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên. Căn cứ vai trò chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, gồm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức trong công tác tuyên truyền vận động tập hợp thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ngành cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện, đổi mới nội dung phương thức lắng nghe tập hợp phản ánh ý kiến nhân dân, tăng cường giám sát phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đầy đủ, chi tiết, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thời gian qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố làm tốt việc vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, hiến đất làm đường, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được với ý chí quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, truyền cảm hứng, đổi mới cách làm theo đặc trưng, thế mạnh của từng tổ chức để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tăng cường phối hợp hỗ trợ điều chỉnh bổ khuyết nhiệm vụ nhưng cần tránh trùng lặp chồng chéo, đánh giá đúng kết quả thực hiện. Đồng thời, hệ thống chính trị thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tham mưu lãnh đạo thành phố để phát hiện điều chỉnh kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đảm bảo tính minh bạch hiệu quả cao, giữ vững hình ảnh uy tín của tổ chức trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố sẽ dành sự quan tâm và ưu tiên nguồn lực ngân sách đối với hoạt động phong trào của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.